Cảm ơn quý vị đã cùng với chúng tôi qua những giây phút vừa qua với chương trình mỗi tuần một vấn đề. Và trước khi đi vào phần cuối để chúng ta nói đến tờ báo Charlie Hebdo thì chúng tôi cũng xin trân trọng gửi lời cảm ơn ông cụ thẩm phán Nguyễn Cần. Và có thể nói trong năm 2014 vừa qua ông đã giúp đỡ cho chương trình chúng tôi rất nhiều. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến ông cụ thẩm phán. Thưa ông cố Tâm phán, chắc lẽ thế giới ngày nay không còn xa lạ gì với tờ Charlie Hebdo, Jersey Charlie, để có thể nói đã nhan nhãn cái khẩu hiệu đó khắp nơi trên thế giới. Thế ông có thể chia sẻ với chúng tôi một ít về tờ Charlie Hebdo nó như thế nào thưa ông cố tổng phán? Yeah, tờ Charlie Hebdo cũng được coi như là một tài liệu tờ, tờ tờ, báo trào phúng gọi là yeah. châm biếm. châm biếm. Thì thành lập đầu 1970. Vâng. Và họ không lấy quảng cáo. Oh, không chị, có quảng cáo chỉ có bán thôi nhập à. bán thôi thành ra cái, cái nó bao nhiêu ấn bản tất cả cái cái ông? tiền đó nó không đủ thành ra đinh bản rất nhiều lần yeah. đinh bản rất nhiều lần thì ấn bản năm một nghìn chín trăm hai nghìn là mỗi tuần là sáu chục ngàn số yeah. thì mỗi chung sáu chục ngàn số thì họ nói rằng là bán ra được thật ra chỉ có ba chục ngàn số thôi yeah. mà muốn đủ vốn là, là họ phải có 35 ngàn số ừ. Nhưng mà là một cái tờ báo chấm biếm nói rằng lớn lắm thì không lớn lắm Bởi vì bên bên Pháp nó có cái tập Cana Ensenê đó anh đây, là người Việt mình ai cũng biết cái chuyện đó Tờ báo yeah. trang của Pháp mà yeah. à? Ngày xưa ở Việt Nam mình cũng có coi mà anh thấy yeah. Ừ, Cana là cái báo coi như báo trong phụng Cái tờ này không nổi tiếng như cái tờ đó anh em nghĩa là họ bất cứ ai từ chính trị cho đến tôn giáo là họ chấm biếm cả và vì như vậy á, thì trong có như bốn chục năm hoạt động bị ra tòa 13 lần trước khi mà nói đi sâu chúng tôi xin hỏi ông một câu ngắn ừ. nếu ông nói rằng họ không nhận quảng cáo mà ấn bản họ bán chỉ có 30 không đủ cái chi phí của họ thì lấy đâu để họ sống được trong một thời thì gian dài vậy? thì tôi thấy có rất nhiều tổ chức có rất nhiều người họ họ bỏ vốn để họ giúp nhưng oh. mà giúp một thời gian thôi tôi nhớ là có một ca gì nữa cũng thích tờ báo đó à. thì bỏ ra một số tiền lớn để cho họ làm vâng. ừ, thì họ, họ họ, họ không cần họ không cần cái đó thế trở lại vấn đề pháp lý mà Charlie Hebdo phải đương đầu trong thời gian qua có khi nào họ bị thưa kiện đưa ra tòa không thưa ông họ là tất pháp? cả là 13 lần nhưng mà có một lần là năm 2006 họ vẽ một cái hình giống như mao mệt vậy À. và bị cái đền truyền giáo của đền Hồi giáo ở Paris là một cái tổ chức rất lớn nó kiện ra tòa là phỉ báng Hồi giáo. Yeah. Thì nhưng mà năm 2007 đưa ra tòa thì cái ông tòa đó cùng khôn yeah. Yeah. Thì ông đưa ra cái vụ xử án bởi vì bên 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 Pháp và cái tội phỉ bán là tội hình sự chứ không phải là tội dân, à, dân sự như dân bên này, bên này. À, không à. phải như bên này. Thì ra tòa ông nói rằng là cái hình này theo tôi thì nó giống như là cái một cái anh mà giáo sĩ của thuộc cái giáo hội trọng căn tức là phong fundamentis của tin lành chứ không giống một anh hồi giáo Bà. cái anh luật sư nó đưa ra như vậy và ông tòa ông công nhận như vậy Bà. thành ông tha bỏng kiện chùa bút đi thế trở lại trong thời gian gần đây thì lý do nào mà để tờ Charlie Hebdo bị tấn công và coi như là một hiểm họa của những người của hồi giáo uh, như năm vậy năm 2001 ấy, anh đưa ra một cái trò là trò của anh là Charlie Hero yeah. anh anh đổi thành chữ Sharia Sharia tức là luật Hồi giáo gì? À. à, Anh đổi thành Sharia Thế rồi. là cái chữ Charlie không phải là tự Phát xuất từ lúc đầu mà đầu tiên Không là nói là lúc đầu nhưng mà đến 2001 anh đổi chơi Đổi lại đó đổi lại Anh đổi rồi. đi anh nhào cái cái, cái Hồi giáo oh, Anh mà. đổi thành Sharia Hedo Thì nó tới nó đốt tòa báo Oh. đốt cháy luôn thành như tôi bảo báo bị đốt cháy một cái thì anh có cái tờ libera ở gần đó thì cho nó anh mượn một cái văn phòng và anh làm cái văn phòng đó cho đến bây giờ ừ. rồi anh bắt đầu quyên tiền thì nhưng mà anh quyên cả năm được cầm sáu chục ngàn euro ừ. nó không đi tới đâu cả thân anh đang còn ở trong cái giai đoạn khó khăn à. thì bây giờ cái trụ sở của anh phải cho hai cảnh sát gác bởi vì chưa biết lúc nào Thế thì phía cái thời gian, thời gần đây trước khi xảy ra cái vụ biến động với tờ Charlie Hebdo thì phía Hồi giáo, những người Hồi giáo cực đoan họ có khi nào lên tiếng, họ có cái nào cảnh cáo gì tờ Charlie Hebdo không? Dạ, họ có một cái website là trong đó đưa ra một thông cáo là sẽ chặt đầu cái bọn Charlie uh, Hebdo này. Tức là rồi khi đó mà họ mới đưa cái anh mà mà mà, mà ám sát cái vụ đó vâng. là là thuộc ở khu 19 Paris anh ta mới đi qua đưa qua bên Yemen á yeah. để mà huấn luyện huấn luyện xong rồi thì họ cho hai chục ngàn đô la để mà lập kế hoạch và mua vũ khí để mà thanh toán cái nhóm này anh đây. Thế thì tại sao vào lúc 11 giờ 30 ngày mùng 7 tháng 1 năm 2015 hai người đã có vũ trang và đi vào trong tờ Charlie Hebdo và bắn giết tới 10 người ở trong đó, 12 người trong đó. Thế thưa ông của thẩm phán, nguyên nhân gì để xảy ra một cái đưa đến một cái trung cuộc tệ hại như vậy? Bởi vì mình thấy bây giờ mình thấy anh đã có một cái lịch sử chống hồi giáo. thì tờ Charlie Hebdo anh thấy không? Yeah. Dạ. Nó nó đã ra cái thông cáo nó dọa là chặt đâu rồi mà, anh thấy yeah. Rồi thì bây giờ dùng hai anh em này là hai anh em ruột, một anh 32 tuổi, một anh 34 tuổi Thì cái anh 32 tuổi là cái anh chỉ huy Vâng ừ. Thế bây giờ chúng ta đi qua một cái giai đoạn mới, một ừ. cái vấn đề mà có thể nói cả thế giới đang nói đến Thế phía Mỹ và tất cả dư luận của những người Mỹ cũng giống như giới báo chí truyền thông ở Mỹ như chắc các tờ báo lớn như là tờ Washington Post, tờ New York Times, tờ Boston Globe, như tờ uh, tất cả những báo ở tờ Los Angeles, Times tất cả họ phản ảnh như thế nào đối với tờ Charlie Hebdo? thì khi mà đội tờ báo lại tất nhiên bên Pháp họ phải làm một cái phong trào uh, mạnh để họ cho phổ giáo nói rằng là anh cũng phải anh muốn làm gì thì làm mục đích là như vậy thì biểu tình ngay ở Pháp không là 3 triệu bảy anh đây yeah. tổng thống Pháp đến ngay đó để để mà tưởng niệm vâng. nhưng mà chỉ có một cái không riêng uh, gì tổng 4, pháp 4, mà nhiều m. nhiều vị nguyên thủ quốc gia gần dạ, 44 44 lãnh tụ quốc gia đến tham dự chỉ còn một cái ông có là ông Obama thôi Thế vì sao ông Obama không đến lúc đó chỉ theo ông dịch Obama À, uh, hồi đó ông cho ông đại sứ Mỹ tại Pháp là ra tham dự Chắc có lẽ cái vai trò ông đại sứ Mỹ tại Pháp không đủ nói lên cái, 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 cái Dư luận nó phản đối dữ lắm Thì sau đó là tòa bạch ốc đưa ra một cái thông cáo nói rằng sợ gì ông Obama không đi được là bởi vì cái cái cái, cái thông báo đưa tới chỉ có 36 tiếng đồng hồ thôi mà với vấn đề an ninh của một tổng thống thì ông không thể là có tổ chức an ninh để mà bảo ông đi được thì ông nhưng mà đó không à, phải là lý do chính để cho à, tổng thống anh Không có bằng đó ông nói rằng dù sao chúng tôi cũng tiếc là chúng tôi không cử một nhân viên cao cấp hơn nhưng mà các nhà phân tích thì họ ông nói như vậy thế thưa ông cụ thẩm phán trên chuyến bay thì đức giáo hoàng francis đã có gặp gỡ một số báo chí và ông ta nói rất nhiều về vấn đề biến cố của thờ charlie heatho thì theo ông nghĩ lời giáo hoàng nói như thế nào về cái biến cố đó ó là quyền tự do ngôn luận và quyền tự do tôn giáo là những quyền của con người nhưng mà mình không thể nhân nhân tôn giáo này để mà đánh dùng dùng cái thượng đế của mình để mà đánh phá người khác được để mà sát hại người và được Đã... nghĩa là tất cả mình phải tôn trọng nhau tức là quyền tự do ngôn luận nó phải có giới hạn chứ nó không có thể là mình muốn nói gì nói muốn làm gì thì làm Đấy. À. Đấy. mục đích của đức giáo hoàng là nói như vậy nhưng mà thưa ông thế thì những cái tranh hiếm họa của tờ charlie Hebdo có bị đức giáo hoàng lên án không thì ông phê là ông coi đó như là một cái hành lý mà lý tôn giáo mà lý đức tôn giáo hoàng giới. coi vâng. như là mà lý tôn giáo mà thật ra đó không phải là quan điểm riêng của đức giáo hoàng mà ngay ở giữa pháp và mỹ nó đã có sự bất đồng thì một số lớn ở pháp thì là ủng hộ sali je suis sali là tôi ủng hộ anh đó tôi yeah. là sali nhưng bên mỹ này ngay tại pháp cũng vậy je ne suis pas sali nghĩa là tôi không phải sali tức là tôi không đi lập trường với anh Yeah. họ nói rằng đến mà nói lên quyền tự do tôn giáo của mình mà phải làm một cái hành động giống như tờ Charlie thì đó là một sự ngu xuẩn okay. dùng tiếng dùng tiếng nặng đề như vậy đó. Thế, Thế thưa ông cụ tập phán mình cần tại sao hôm nay một số tờ báo ở Hoa Kỳ là trên cái trang nhất họ đề Je ne suis pas Charlie, tại vì sao lại có Nerosipa mà lại không nói là Rosipali, Charlie? tôi không phải là đó tức là họ không đồng ý cái cách hành động của tờ Charlie. Yeah. Bởi vì bên Mỹ này có, có, những cái luật lệ mà không được phỉ bán tôn giáo. tôi cao việc họ đưa ra một cái quyết định chung như thế này, một cái hành động mà xảy ra có thể đưa tới một biến cố nghiêm trọng được coi như không được không được tu chỉ án số 1 của Hoa được. Kỳ bảo vệ. Và thưa ông Nguyễn, Pháp, ông của thẩm phán Nguyễn Cần thì ông là một trong những người viết phím rất nhiều Mà đến bây giờ thì dưới cái tầm nhìn của ông là một người ký giả tôi hỏi ông hôm nay là ừ. đến cái đoạn này tôi hỏi ông với tư cách là một nhà ký giả, một người viết báo thì ông nghĩ rằng chúng ta có nên bảo vệ hết sức để bảo vệ lấy cái quyền mà tờ Josiah Ado đã làm trong quá khứ không? Thì bởi vì thế này mình thể tôi tôi rất đồng ý cái quyền cái quyền tự do ngôn luận không phải là mình muốn làm gì thì làm anh thấy mà. mà ở trong bên pháp và cái tội mà Mali thì bán là tôi hin luôn ở Canada bên này cũng vậy nè chỉ có ở Mỹ này là tôi dân sự thôi thì bây giờ nếu như những cái quyền của mình là ở trong tuyên ngôn quốc tế về quyền con người và quyền chính trị nó cũng vậy thưa ông cụ thẩm phán qua cái sự kiện tờ Charlie Hebdo cộng đồng người Việt chúng ta ở ngay quận Cam này học được cái gì qua cái tờ biến cái biến cố của tờ Charlie Hebdo thì lúc đầu là nhiều người tôi thể viết đến thế, là mình phải dùng cái quyền này và cho cộng sản một bài học <laughs> nhưng mà bây giờ thì tất cả đã thay đổi rồi bởi vì những cái báo mỹ họ viết ra là cái quyền tự do ngôn luận cũng giống như các quyền khác nó phải có giới hạn Yeah. Kính thưa quý vị, trong những giây phút vừa qua, quý vị cùng với Lido Sài Gòn TV chúng tôi qua chương trình mỗi tuần một vấn đề đề cập đến những vấn đề mà chúng ta nghĩ rằng đó là vấn đề trong tuần lễ và những sự kiện vừa qua chúng tôi đã gửi đến quý vị. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi và có thể nói rằng chúng tôi mong quý vị có một năm mới đầy vui tươi, an lạc và hạnh phúc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi của chương trình chúng tôi và chúng tôi cũng không quên cảm ơn ông cụ thẩm phán Nguyễn Cật. Kính, kính chào quý vị.